phát hiện Long Cung dưới nước ở Chiết Giang. Tây Du Ký có lẽ không hoàn toàn là hư cấu. Trong một ngọn núi lớn ở Chiết Giang, người ta đã khai quật ra di tích của Đông Hải Long Cung, nhưng nguyên nhân hình thành của nó đến nay vẫn là một bí ẩn. Ngay cả lý do nơi đây là do người ngoài hành tinh xây dựng cũng không thể giải thích chính xác cho sự xuất hiện của di tích này. Liệu những gì trong Tây Du Ký thực sự tồn tại chứ không phải là một câu chuyện thần thoại? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, huyện Long Du thuộc thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, do vị trí địa lý không thuận lợi nên trong một thời gian dài không tìm được hướng phát triển phù hợp. Vì vậy, GDP của toàn huyện thấp hơn hầu hết các huyện khác ở Chiết Giang. Cuộc sống của cư dân cũng khá khó khăn. Xét về địa hình thì toàn huyện Long Du có địa hình tương đối bằng phẳng, chỉ có một ngọn đồi hoang vắng cao chưa đến 100 mét. Điều thú vị là ngọn đồi nhỏ ấy lại mang tên Phượng Hoàng Sơn, giống như bên trong nó ẩn chứa một kho báu nào đó. Ban đầu mọi người đều không để ý đến điều này, nhưng một trận lũ lụt bất ngờ quét qua đã khiến người dân địa phương phát hiện ra điểm khác biệt của Phượng Hoàng Sơn. Hóa ra, để tìm cách tránh lũ lụt trong mùa lũ, họ đã chuyển đến Phượng Hoàng Sơn để sinh sống. Tại đây, người dân phát hiện ra một vài hồ nước trong vắt, trong đó có cá tôm và các loại động vật khác. Một số người dân trong làng thậm chí đã may mắn câu được con cá nặng đến 37 kg. Sự xuất hiện của con cá nặng như vậy đã khiến một dân làng là bà Ngô nhìn thấy cơ hội kinh doanh. Bà nghĩ rằng hồ trên Phượng Hoàng Sơn có những thứ quý báu như vậy, nếu hút cạn hồ chẳng phải sẽ dễ dàng bắt cá mang đi bán sao? Thực tế đúng là như vậy. Sau khi được sự đồng ý của người dân trong làng, bà Ngô đã tìm 3 người phụ giúp, chuẩn bị một máy bơm nước và cùng nhau đi đến hồ để hút nước. Những dân làng khác đã chuẩn bị sẵn dụng cụ để bắt cá. Nhưng điều làm họ bất ngờ là mực nước trong ao đúng là đang giảm xuống, nhưng lại không thấy một con cá nào xuất hiện. Ngược lại, vách núi lộ ra lại hiện lên hình dạng của các tác phẩm điêu khắc. Nhìn kỹ vào bên trong, dường như còn thấy được hình dáng của những bậc thang. Bà Ngô rất vui mừng, lập tức cho rằng dưới đáy ao này chắc chắn có bảo vật, nên lại tìm thêm vài máy bơm nước, chuẩn bị bơm cạn 7 cái ao xung quanh. Không ai ngờ rằng sau khi bơm cạn nước, bên trong Phượng Hoàng Sơn lại ẩn chứa một cung điện. Thông tin về những người nông dân tỉnh Chiết Giang tránh lũ lụt lại tình cờ phát hiện ra cung điện dưới nước nhanh chóng lan rộng. Khi các chuyên gia khảo cổ đến, họ lại phát hiện ra rằng đây hoàn toàn không giống sản phẩm của con người. Thậm chí, ngay cả người ngoài hành tinh cũng không thể làm được. Vậy bí mật nào ẩn chứa trong cung điện dưới nước vừa được tìm thấy này? Vào tháng 6 năm 1992, bà Ngô cùng với dân làng đã bơm cạn nước ao tại Phượng Hoàng Sơn. Nhưng ngoài một phòng đá tinh xảo thì bên trong không có một con cá nào cả. Nơi mắt họ nhìn thấy chỉ toàn là đá. Mặc dù vui vẻ đến nhưng thất vọng ra về. Dân làng chỉ có thể xem chuyện tìm cá này như một chủ đề để tán gẫu sau bữa tối. Nhưng câu chuyện lại chuyển đến tai các nhà khảo cổ. Bằng cảm nhận của mình, các nhà khảo cổ đã chắc chắn rằng động đá trống rỗng này ẩn chứa một bí mật nào đó. Vì vậy họ đã cùng nhau đến Phượng Hoàng Sơn để khảo sát, và kết quả thật đúng như họ dự đoán. Phượng Hoàng Sơn chính là một kho báu lớn. Toàn bộ khu vực đỉnh núi chỉ rộng 0,38 km, nhưng có tới 24 hang động. Tất cả hang động đó đều có diện tích từ 1.000 đến 3.000 m2 và chiều cao trung bình khoảng 20 m. Hơn 20 hang động liên kết thành một khối, hình dạng một cụm hang động khổng lồ với thiết kế tinh xảo. Quan trọng hơn là trên vách đá còn được khắc những bức tranh tường tinh tế. Kỹ thuật điêu khắc cũng thuộc hàng đầu. Các nhà khảo cổ sau khi khảo sát xung quanh còn phát hiện ra một lối đi hình vuông hướng xuống ở trung tâm cụm hang động. Điều này có thể giải thích tại sao người dân không tìm thấy một con cá nào. Bởi có lẽ chúng đã cảm nhận được mực nước đang giảm. Để đảm bảo sự sống nên đàn cá đã bơi xuống hạ lưu. Vậy nguồn gốc của cụm hang động tinh xảo này là gì? Một cung điện khổng lồ bên trong ngọn đồi bị khoét rỗng. nhân lực và vật lực bỏ ra để làm điều này cũng đủ để xây dựng vạn lý trường thành. Nhưng điều kỳ lạ là các tài liệu lịch sử lại không có một ghi chép nào về cụm hang động trên. Nguyên nhân hình thành di tích này đến nay vẫn là một bí ẩn, kể cả việc đưa người ngoài hành tinh vào cũng không thể giải thích một cách chính xác. Theo khảo sát của các nhà khảo cổ học, để xây dựng một quần thể động đá giống hệt như vậy, ít nhất phải khai thác gần 200.000 mét khối đất đá, và những đất đá này cũng không thể chất đống trong động. Điều này có nghĩa là phải có một lực lượng lớn nhân lực được sử dụng để vận chuyển đất đá. Ngoài ra, việc khắc tranh tường cũng là một kỹ thuật cần có tay nghề của những thợ thủ công hàng đầu. Hơn nữa, những cột đá trong động đóng vai trò nâng đỡ, không phải là được xây dựng sau này, mà là những thứ đảm bảo có thể nâng đỡ ngay khi vừa mới bắt đầu xây dựng. Thiết kế khéo léo ấy, ngay cả trong thời hiện đại cũng không phải là một công trình dễ dàng. Người xưa đã tạo ra một động đá tinh xảo như vậy thì chắc chắn phải là một công trình lớn được ghi vào sử sách. Nhưng vấn đề là các nhà khảo cổ đã lật tung các sổ thư cũng không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về việc xây dựng động đá tại Long Du, dẫn đến việc nguồn gốc của động đá này cũng trở nên mơ hồ. Nếu nhìn xung quanh toàn bộ động đá Long Du, người ta sẽ nhận thấy rằng nơi này không giống như một khu mộ. Trong đó không phát hiện bất kỳ quan tài nào, cũng không có kho báu tinh xảo nào được khai quật, và càng không có dấu vết cho thấy có sinh vật nào từng sinh sống tại đây. Chỉ có những bức tranh tường trên các bức tường. Nếu chỉ nhìn vào các bức tranh tường này, một số người sẽ cho rằng chúng chắc chắn được chạm khắc bằng hàng trăm công cụ luyện từ thép. Thời điểm xuất hiện của công cụ này ước tính là sau thời Hán. Vì vậy có thể từ đây suy đoán về nguồn gốc của động đá Long Du. Tuy nhiên, có một số nhà khảo cổ học lại không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Bởi dù sao thì thợ thủ công cũng không nhất thiết phải sử dụng những công cụ luyện từ thép để khắc. Họ cho rằng nơi này có khả năng cao hơn là một di tích mỏ đá. Thực tế, đá của động Long Du chủ yếu là sa thạch đỏ. Loại đá này có độ cứng vừa phải nên rất phù hợp để khai thác làm các loại vật liệu xây dựng. Nhưng cuối cùng nguồn gốc của sự xuất hiện của những tuyệt tác có trong hang động này là từ đâu? Hiện tại các nhà khảo cổ học cũng không thể đưa ra được bằng chứng xác thực. Một số người cho rằng hang động kỳ bí trên rất có thể là sản phẩm của người ngoài hành tinh. Lý do rất đơn giản là vì nhiều hang động được tìm thấy vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng không biết vì lý do gì mà đột nhiên ngừng lại. Cảm giác này rất giống như người Maya, những người đã xây dựng các kim tự tháp trong rừng rậm Mexico. Hơn nữa, vết chạm khắc tinh xảo và đều đặn trên vách đá cũng không giống như con người tạo ra, mà giống như được khoan bằng thiết bị công nghệ cao. Nhưng nếu đây thật sự là sản phẩm của người ngoài hành tinh, thì tại sao lại chọn một nơi không có ánh sáng như vậy để tạo ra một cụm hang động? Chức năng của cụm hang động tại Long Du là gì? Những nghi vấn này rõ ràng chỉ có thể được giải đáp khi các nhà khảo cổ học phát hiện thêm nhiều bằng chứng, hoặc có thể giải mã các ký hiệu xuất hiện. Bạn nghĩ gì về cụm hang động kỳ bí trên? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.